nó nở ra. Rồi, vừa vừa không cần nhiều mà đã đặt vào gấp vào giữa. Đấy là thao tác thủ công nó như vậy. Đã dính lại xong rồi, dính mép xuống. Nên chỉ là nâng ấy. Nâng như là thợ rồi. Đó. Đó kể cả vứt đây được, tí mình xếp luôn một loạt cũng được. Thế, lấy cái khác. Đấy, để luôn như cũ thì nó sẽ không bị dính cái tay của mình. Vậy thôi, xong lật lại. Em có lật không đây? Hình như em không đúng không? Có. Rồi gấp vào đây. Gấp xuống, xong gấp vào nhau. Ngăn qua thôi, xong hai bên tay đặt luôn vát vát. Thế là nó nhọn nhọn ra. Vậy là được. Thế đó. Nhanh lắm. Rồi, để đây. Em không lật nhá.